Chiều giờ kiếm được bao nhiêu rồi chú? Không có khúc nào luôn hả? Đợt này không chạy không có khách. Dạ. Nhiều khi bóng trong này chưa có khúc nào mà hello mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đi quay video chạy Grab cho mọi người cùng xem ha. Thì lần cuối cùng mình chạy Grab là từ cái video mình đăng lần trước ấy. Thì hôm nay là vừa tròn một tháng luôn ấy. Thì từ đợt đó tới giờ là mình cũng bỏ xe ở nhà, mình cũng chả chạy nữa. Do ở chỗ mình thì tình hình dịch bệnh là nó căng quá, nên là mình cũng chỗ, nói chung là vài nơi chỗ mình thì nó bị phong tỏa, nên là mình cũng không có chạy được. Thì hôm nay cũng đỡ đỡ rồi, nên là mình mới lấy xe ra quay video cho mọi người xem nè. Xe mình gần hết xăng rồi, chờ tí để mình đổ xăng rồi mình đi tiếp ha. Em 40 chị. Ai chị? Thì lần này thì mình sẽ cố gắng quay về cái content này nhiều hơn. Thực sự ra ấy, thì thu nhập của mình không đến từ chạy Grab, mà thu nhập của mình đến từ kênh YouTube này cơ. Thì kênh của mình đây thì chỉ là một kênh nhỏ thôi chứ không phải là lớn. Thì nếu như mà hiện tại như cái lượt view hiện tại bây giờ thì trung bình một tháng mình sẽ kiếm được tầm 2,4 triệu đến 3 triệu. Nên là bây giờ mình sẽ cố gắng thường xuyên đăng video nhiều hơn. Nhắc mới nhớ chứ, mọi người thấy hôm nay mình có gì mới nữa không nè. Thì hôm nay mình đã quay lại cái góc quay cũ rồi nè. Đây là cái góc quay thứ nhất. Thì mình thích cái góc quay này hơn, bởi vì kiểu như mọi người xem ấy thì giống như là mọi người đang lái xe vậy đấy. Ok mọi người, thì mình vừa mới nhận được một cuốc nhưng mà mình quên bật GoPro ấy, là mình không quay được cho mọi người xem. Thì người ta kiểu như ở mình không có Grab giao hàng ấy, nên là người ta kiểu đặt GrabBuy xong rồi nhờ mình mua cái gì đó hoặc là đi giao cái gì đó. Thì bây giờ người ta có giao cho mình là đi công chứng giùm cái sổ hộ khẩu với lại chứng minh nhân dân. Thì cái cuốc này thì có giá là 16.000, nhưng mà người ta cho mình, người ta đưa mình 20.000 luôn, nghĩa là người ta cho mình 4.000 đấy. Kiểu như Grab, bây giờ Grab trừ chiếc khấu mình thì 4.000 đó bù lại thì coi như là mình chẳng mất gì. Thế vậy thì mình phải qua cái phường gần nhất. Này là phường Lê Lợi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ chạy qua cái phường Lê Lợi để mình công chứng ha. Cái phường Lê Lợi nó nằm ở chỗ nào nhờ? Mình nhớ cái phường Lê Lợi nó nằm ở đâu gần chỗ này nè. Hồi đợt mình đi xin học hè ở đó ấy, kiểu lâu quá mình chả nhớ nằm chỗ nào nữa. Để mình hỏi đường xem. Đây, phường Lê Lợi nó nằm ở chỗ này nè mọi người. Hay mình chỉ nhớ mày mày là nó nằm chỗ này thôi, chứ mình cũng không nhớ rõ. Ôi, phường Lê Lợi ở chỗ này. Rồi.
mình công chứng ở chỗ này đúng không anh? À chờ em tí. Được 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 ha. Dạ vâng vâng vâng. Phòng này đâu anh? Phòng này đúng hả? Dạ vâng. Cho em công chứng cái này đi chị. Đây chị. Dạ em cảm ơn nha chị. Ok anh em, thì mình vừa mới đem cái sổ hộ khẩu công chứng này đưa cho khách xong. Thì cuốc này là 16.000 và khách đưa cho mình 20.000, nghĩa là khách bo cho mình 4.000 rồi. Xong rồi hồi nãy công chứng là chỉ có 17.000 thôi mà khách đưa mình 20.000 luôn, nghĩa là dư ra 3.000 nữa. Tổng lại thì cuốc này là khách bo cho mình tới 7.000 luôn. Thì thật sự thì 7.000 thì nó không có gì to nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là vui. Kiểu giống mọi người thôi, kiểu như ai đi làm phục vụ rồi sẽ hiểu. Kiểu như khách bo cho mình 10.000, 5.000, tuy là số tiền nó không có nhiều nhưng mà mình, nhưng mà mọi người chắc chắn cũng sẽ cảm thấy đó là vui đúng không? À xin lỗi mọi người, không phải là mình chạy trâu mà là do xe mình không có còi, hay là mình đành phải nẹt bô thôi. Mà bô mình cũng bô zin mà, nẹt không có ai nghe đâu. Sợ nói mọi người không tin chứ. Đây nè, cái còi của mình là mình nhét cái đèn vào này rồi nè. Mình nhấn nút còi là nó sẽ lên đèn nè. Mình định là sẽ giờ cái còi đi, nhưng mà lúc mà mình tháo cái còi ra thì cái còi nó bị hư mất. Nên là mình mình không có gắn lại. Thì buổi chiều mình thường hay ngồi ở phía bên đây đường này mọi người. Đấy, ngay chỗ cái chùa chỗ này nè, kiểu như vừa có ghế ngồi rồi vừa có bóng mát ấy, nó cũng ok. Ok, mình sẽ ngồi đi chờ cuốc hay mọi người. Hy vọng là sẽ được một hai cuốc để quay kiểu như video nó chẳng 15 phút cho mọi người xem ha. 2000 years later. Ok mọi người, thì mình ngồi ở này được gần 2 tiếng rồi mà chả được cuốc nào luôn. Thôi dịch mà, mình biết là nhiều ngành nghề nó cũng bị ảnh hưởng lắm chứ không phải là riêng gì cái ngành dịch vụ Grab này. Nhưng mà mình vẫn kiểu thấy hay thật, tại sao mấy ông chú mà lớn tuổi ổng chạy ổng nuôi gia đình được luôn, hay thật sự luôn ấy. Nể thật luôn ấy. Hey, bây giờ mình sẽ đi lượn một vòng nữa xem thử có được cuốc nào nữa không ha. Mà nếu như mà không được cuốc nào nữa thì mình về thôi. Mọi người có thắc mắc là sao hôm nay mình lại gắn kính không? Thực sự ra thì mình vẫn thích là tháo kính hơn, nhìn nó gọn xe với lại nhìn nó năng động. Biết, mặc dù mình biết là như vậy là bị vi phạm an toàn giao thông nhưng mà thôi mình thích là được à. Thì mình gắn cái gương này là để mình chỉnh cái GoPro ấy mọi người. Để mình chỉnh cái mình có thể biết được là GoPro mình có quay hay không. Ở chỗ mình bây giờ thì người ta cấm tắm biển luôn rồi.
cũng 3 tháng rồi ơi, biển Quy Nhơn không có một ai tắm luôn. Ở chỗ mình thì nó cấm như vậy là để hạn chế người dân tụ tập ấy. Thôi làm như vậy cũng đúng thôi, kiểu mình phải làm căng một lần để dịch nó hết, chứ mỗi cứ kiểu như mà mình cứ thả dân làm gì làm ấy thì đường nào Việt Nam mình nó cũng như Ấn Độ thôi. Mình thật sự là nở mấy ông chú chạy Grab luôn ấy. Kiểu như mình nào mình trải nghiệm mình chạy Grab thì mình biết là tiền chạy Grab thì không bao nhiêu, nhưng mà bù lại tiền xăng rồi ăn uống này nọ nữa chắc là không được bao nhiêu đâu. Vậy mà mấy ông chú đó có thể làm rồi nuôi gia đình được, mình rất là nể luôn. Còn mình ấy thì mình chạy Grab là để mình kiếm tiền, mình uống cà phê sáng vui thôi. Chứ thu nhập chính của mình là đến từ kênh YouTube nè. Thì trung bình một tháng thì mình đã nói rồi, trung bình một tháng là mình kiếm được tầm từ 2.4 triệu, gần 2.4 triệu thôi nha, cho đến 3 triệu. Nói chung là tùy vào lượng view nữa cơ. Đối với hàng sinh viên như mình thì tầm 2.4 triệu, với lại mình chạy Grab mà chạy vui thôi thì một tháng mình kiếm được tầm 1.5 triệu nữa là để trừ tiền xăng xe ra rồi ấy. Thì 1.5 triệu với lại 2.4 triệu là mình sẽ kiếm được tầm 3.9 triệu. 3.9 triệu đó là mình tính trung bình thôi, chứ thực sự ra là mình còn trừ các khoản chi tiêu này nọ nữa thì trung bình chắc mình tầm được 3 triệu thôi à, hoặc là không tới 3 triệu đâu. Nhưng mà với một đứa sinh viên như mình thì tầm tiền đó là ok rồi. Tuy là nó không nhiều nhưng mà đối với mình thì là ok rồi. Ha, phía trước kia có một chú đang chạy Grab kìa mọi người. Thì mình chạy hàng ngày là mình thấy ông chú này chạy chăm lắm. Ông chú này chạy full time, là không phải chạy part time như mình. Để mình lên mình hỏi xem thử ông chú đó ngày nay kiếm được bao nhiêu rồi. Chứ mình từ chiều giờ mình kiếm được đúng 2-3 ngàn đấy. Chiều giờ kiếm được bao nhiêu rồi chú? Không có khúc nào luôn hả? Chiều giờ con kiếm được 23 ngàn. Dạ. Con chạy từ hồi tháng 5 hả chú? Dạ, mấy nay dịch con ở nhà không à? Ở đâu vậy? Dạ, con ở Quy Nhơn đây luôn. Vâng. Chạy mà mang ba lô có đồ chứ. Xe con không có chỗ để mũ, con phải mang ba lô. Thế lại con sinh viên chạy part time là mang ba lô, có gì đi học luôn á mà. Ồ, xe đi chạy nó xe nhiều lắm. Mùa dịch này không chạy không có khách. Dạ. Nhiều khi bóng trong này chưa có khách nào mà. Dạ. Dạ. Giờ chú chạy chừng nào chú về? Giờ về nè. Giờ về luôn á. Dạ, thôi giờ con cũng về luôn nè. Thôi chú về cẩn thận nha. Dạ, bye bye chú. Nghe ông chú nói là mùa dịch này chạy 4-5 ngày còn chưa có cuốc nữa. Thôi cuộc sống mưu sinh mà, phải cố gắng vậy thôi. Ok thôi giờ cũng trễ rồi, giờ cũng 5:30 rồi, thôi mình về luôn. Thôi mình tạm dừng video tại đây ha. Nếu như mọi người thích video này thì hãy cho mình một like và một subscribe để mình có động lực ra tiếp video tiếp theo ha. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.